Dạ, Hùng mến chào tất cả quý cô chú thân mến. Hôm nay Hùng sẽ dẫn gia đình đi xem một cái căn nhà. Đây là một căn nhà rất là gần biển. Và căn nhà này cách biển của mình chỉ có 200 mét thôi. Sau lưng của Hùng là đây chính là chợ Vai Làng của mình. Đi ra khoảng 50 mét là chúng ta tới chợ Vai Làng. Và bên cạnh cái nhà màu vàng vàng kia là siêu thị Bách Hóa Xanh. Đó thì con đường Hùng đang đi đây là con đường Dương Hiến Nguyên. Đây là đường Dương Hiến Nguyên chính. Và Hùng sẽ rẽ vào bên trong, đây là đường Dương Hiến Nguyên phụ. Đó, đây là đường Dương Hiến Nguyên này, nó hiện trạng của nó là rộng từ bên này qua đến bên này là khoảng Hùng ước lượng là khoảng 5 mét. Đó. Thì từ đường nhựa này đi vào bên trong đây là tầm khoảng 15-20 mét là mình tới cái căn nhà mà Hùng giới thiệu cho mình. Căn nhà này có tổng diện tích là 109 mét vuông. Và mặt tiền của nó thì chiều ngang mặt tiền của cái căn nhà này là 10 mét. Và giá thì 5 tỷ 9, đất ở đây là đất đô thị 100%, full thổ cư. Và đi bộ ra biển của mình thì có 200 mét thôi. Ở đây giới thiệu với nhà mình, đây là căn nhà mà Hùng muốn giới thiệu. Đây là căn nhà nằm tại số 114/2 Ba Làng. Đó thì đây là cách một căn nhà, hai căn nhà. Đó là số 2. Đó. Là cách chợ của mình thì có mấy chục mét à. Đó thì đây là căn nhà rất là phù hợp cho quý cô chú nào thích sống gần biển với lại gần chợ. Ở đây là đi ra chợ, đi ra trung tâm rồi rất là gần. Đây là thuộc là phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Đi ra ngoài kia một xíu là chúng ta tới cái chỗ gọi là đường Điện Biên Phủ thôi, và bãi tắm của mình ngoài kia. Thì căn nhà này nó cũng cũ rồi. Sao nếu mà mình muốn ở thì mình phải gọi là sửa lại, vì căn nhà này giờ hiện tại là chủ yếu là bán đất là chính thôi. Thì căn nhà với giá là 5 tỷ 900 triệu có thương lượng cho mình. Xung quanh đây thì nó gần với lại mấy cái căn khách sạn này. Ở sau Hùng là có mấy cái căn khách sạn siêu to nè, đó ngay tại phía trước là chính là đường Phạm Văn Đồng, là khu vực mà có mấy cái căn khách sạn như thế này. Đó. Thì chiều ngang của cái căn nhà mình nó là bắt đầu từ vị trí ngay tại cái bờ tường này màu xanh này đi ra tới cái bờ tường ngay chỗ màu xanh kia. Đó, không có xa là mấy. Đó. Còn bên trong thì cô chú thấy là đường bây giờ là đường hiện trạng, ở đây là đường ô tô nè. Đây là một căn nhà gần biển. Đó, phía trước ngay tại đây thì là khu vực chỗ để xe máy của mình. Không gian này là không gian để xe máy. Đó. Còn bên này là ở đây cũng là không gian để xe máy, phía trước hiên của mình nè. Căn nhà ngay đây có cái cây. Đây này là cây si. Do nói chung là nhà này do bữa giờ cũng không có ở nên là sau đây mình chỗ đây đi ra biển thì rất là gần. Nếu mà căn nhà này mình không mua này, mình mua không để ở thì mình có thể xây gọi là apartment để mình cho thuê, bởi vì căn này đi ra gần biển rồi gần chợ. Bên trong đây là khu vực không gian của nhà tầng phía trước nhà mình. Đây là không gian phòng khách. Đó, đây là không gian phòng khách đây. Còn phòng ngủ thì phải là nhà lâu rồi không có ở nên là bị cắt điện hết rồi cô chú. Đó, đây một phòng ngủ. Qua bên đây là một phòng ngủ nè. Bên trong đây là một phòng ngủ nè. Nhà này nếu mình sửa lại thì mình ở ok 5 tỷ 9. Đây cũng là một không gian, đây là chỗ nhà bếp. Đây là nhà bếp đây. Đó. Và bên đây có một phòng nữa. Đây là một phòng nữa cô chú. Phòng này thì cũng nhỏ nhỏ thôi. Ở sau đây của mình đó là ở sau mình đây là chỗ nhà vệ sinh. Đó. Đi thẳng vô trong sau là nhà vệ sinh. Nhà này thì có 3 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh và 2 phòng khách.
một phòng khách và một bếp. Tổng diện tích của đất của nó là 109 m², đất ở đô thị 100% full thổ cư chính chủ, giá bán là 5.9 tỷ có thương lượng cho mình. Còn vị trí thì đi ra biển có 200 m thôi. Bây giờ Hùng sẽ dẫn cho mình từ căn nhà này đi ra tới biển nha. Đó, xung quanh Hùng sẽ giới thiệu cho nhau mình. Đó, xung quanh đây có mấy cái nhà to. Đứng đây là mình thấy đường Dương Hiến Quyền chính của mình này. Đó, ngay chỗ kia là đường Dương Hiến Quyền chính. Đi bộ ra một xíu thôi. Đó, ai mà thích ở gần biển là có thể lựa chọn cái khu này. Bởi vì khu này là khu gần biển nhất. Đó, đây là những căn nhà gần biển. Và đi ra bộ ra đây thì đây là đường Dương Hiến Quyền nhà Phụng đó. Đi qua bên đây là mình thấy cái chỗ khách sạn kia không? Khách sạn kia là chính là khách sạn Bốt Tinh đó. Đó, đường này là đâu thông thẳng qua bên kia là chỗ khách sạn Bốt Tinh. Còn đi ra ở đây là mình sẽ tới đường Điện Biên Phủ rồi. Đó. Còn đứng góc này ạ. Đứng góc này là tới cái căn nhà của mình. Và nếu mà mình chỗ này nếu mà nó có cái con đường mà đâm thẳng ra tới biển là mình đã ra tới biển luôn. Do là đi xuống tới kia cái đoạn kia là có cái bức tường á. Nên là bức tường đó nó chia chắn mất nên là với lại đất của người ta nên là mình không có đâm thẳng ra biển được. Chứ nếu không là đang mà đâm xuyên qua bên kia coi là ra tới đường Phạm Văn Đồng với lại tới biển luôn của cô chú ơi. Đó. Đây là khu trong khu dân cư này. Đi ra biển của mình thì rất là gần. Còn tiện ích thì gần chợ nè, gần trường nè. Và gần trung tâm Nha Trang của mình nè. Từ đây mà đi qua chỗ Mường Thanh Viễn Triều của mình. Ngay tại bãi tắm bên đó là tầm có 1.5 km. Đi ra đây là mình tới ngay đây là sắp tới cái đường sắp tới ngay đường Điện Biên Phủ rồi cô chú. Sắp tới đường Điện Biên Phủ rồi. Đó, ở bên đây chúng ta có căn nhà to đẹp rồi cô chú. Đó. Đây là một căn nhà rất là đẹp. Nam chính Dương Hiến Quyền đây. Đó. Đường Điện Biên Phủ. Đó, Điện Biên Phủ nè. Đây là đường Điện Biên Phủ và bên này là đường Dương Hiến Quyền. Đó. Mình đi vào bên trong nhà mình có chút xíu thôi. Hai bên đường là người ta buôn bán rất là vui, thông xe mốt và nhộn nhịp nè. Đi tới kia là chúng ta tới chợ Ba Làng luôn cô chú. Đó, đi thôi. Ngay góc ngã tư đường ạ. Buổi chiều là hai bên đường bên này sẽ buôn bán rất là vui và sầm uất. À, bên này có dê nè, có quán nhậu nè, có hải sản nè. À, đi ra biển sau lưng của ông là chính là bờ biển thôi chú. À, bây giờ sẽ dẫn mình đi bộ ra tới biển nha. À, đây là một căn nhà rất là gần biển, cách biển của mình là chỉ 200 m thôi. Nha Trang của mình bây giờ là du lịch đã ổn trở lại rồi. Mấy cái chỗ là nhà hàng quán xá rồi bây giờ đã hồi sinh lại rồi. Nên là bây giờ Nha Trang rất là đông vui và nhộn nhịp. Đó, nếu mình không ở thì mình có thể xây cái apartment mình cho thuê. À, hiện tại Hùng đang đi trên con đường là đường Điện Biên Phủ á. Hai bên đây là khu quán xá nè. Mấy quán hải sản người ta đang mở đấy cô chú. Ở đây là mấy cái quán nhậu đây. Đó. Mấy cái quán nhậu. Thì bên đây là có cái quán cà phê đẹp nhất của Nha Trang mình nè. Cà phê ngay tại vừa ngắm biển vừa ấy luôn. Đó. Bây giờ đã ra tới đường Phạm Văn Đồng rồi nè. Đây là đường Phạm Văn Đồng.
À, vừa đào đường Phạm Văn Đồng. Bên này là cái quán cà phê hiện giờ đang nổi nhất tại Nha Trang của mình. À, bên này là quán dưa Tràng An. À. À, quán cà phê đẹp không cô chú? À, cô chú xem. Bên này là bờ biển với lại mấy cái khách sạn nè. Đây, giới thiệu với nhà mình. Đây là biển Nha Trang ngay tại đường Phạm Văn Đồng. Đó. Và ở sau Hùng là đường Trần Phú, ở đường Điện Biên Phủ. Nãy giờ Hùng dẫn nhà mình từ trong đó đi ra, đây là khoảng 200 mét thôi. Và đây là bờ biển và bãi tắm của mình. Hãy chiều mấy cô chú đang tắm ở đây. Nhưng mà cái bãi tắm kia thì tầm khoảng về bãi tắm bên kia là tầm khoảng chỉ có 1 cây số thôi. Đó. Và bên đây là đi qua bên kia là bến du thuyền của mình đây. Đó. Thì quý cô chú nào quan tâm đến cái căn nhà này thì Hùng sẽ gửi sổ cho mình nha. Và cảm ơn cô chú đã yêu mến và ủng hộ cho mình, cho Hùng và kênh YouTube Phản Đất Nền Nha Trang của Hùng. À, nếu mình có nhu cầu mua bán nhà đất Nha Trang thì hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ Hùng nha. Và cảm ơn tất cả nhà mình đã ủng hộ Hùng ạ. Chào, hẹn gặp lại cô chú trong buổi video lần sau.